Wow, hello Tâm Anh, chào các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay mình tìm được rất là nhiều đồ chơi nữa nè các bạn ơi. Wow, mình thấy có rất là nhiều đồ chơi, hình như là khủng long bạo chúa hay sao đó các bạn ơi. Wow, đã chưa? Ở đây mình thấy có một cái xe gì đây rất là bự luôn nè các bạn ơi. Wow, xịn sò nha. Xe này mình thấy có bác tài xế này các bạn ơi. Wow, đây là có một cái con gì đây nữa này các bạn ơi. Wow, đã nha. Wow, xe gì đây? Ai chà chà các bạn ơi. Wow, đồ chơi đi bị bẩn lắm các bạn ơi. Ai, mình thấy có một cái con gì đây. Nó có một cái chữ G. Wow, con gì đây cũng rất là bẩn luôn này các bạn ơi. Wow, một cái mặt nạ gì đây rất là xịn sò luôn. Wow, rất là bẩn luôn rồi các bạn ơi. Hay đã nha. Mình sẽ nhặt nó đi các bạn ơi. Một cái mặt nạ gì đây rất là ngầu luôn. Wow, wow, rất là nhiều đồ chơi này các bạn ơi. Wow, hay chật cha. Hay đôi tay của mình nó cũng bẩn rồi các bạn ơi. Wow, hay đã nha. Wow. Ây, một cái con gì đây, cái cổ rất là dài luôn các bạn ơi. Wow. Ây, đánh nha. Cả một rổ rồi các bạn ơi. Ây, con gì đây? Giống một con vịt các bạn ơi. Ây, một con gà trống nè. Wow, đã chưa? Ây, một cái đồ chơi gì đây rất là đá nữa này các bạn ơi. Wow, bé tí luôn. Wow, các bạn ơi, những con gì đây bé tiếu luôn này các bạn ơi. Wow. Hey, cái gì đây? Wow, hai cái giống nhau luôn các bạn ơi. Mình sẽ bỏ vào đây đi. Hey, một cái hình ngôi sao. Wow, lại một cái đồ chơi gì đây rất là đã luôn này các bạn ơi. Wow. Một cái xe rất là bự luôn. Wow, có hai bác tài xế bị bắn luôn này các bạn ơi. Wow, đã nha. Một rổ đồ chơi đầy rồi các bạn ơi. Wow, tay của mình cũng rất là bắn luôn. Bây giờ mình sẽ đem đồ chơi mình đi rửa cho các bạn xem đồ chơi gì nha. Wow, tâm ơn. Wow, các bạn ơi, rửa rất là mát luôn. Wow, mình sẽ rửa đồ chơi đi các bạn ơi. Wow, để mình xem đồ chơi gì đây. Wow, đây là một đồ chơi chó cứu hộ Maso. Wow, đã nha, Maso chào các bạn nha. Wow, xịn sò chưa. Wow, đây là đồ chơi gì nữa đây. Wow, các bạn ơi, đây là một đồ chơi bằng rùa. Wow, đã chưa. Nha. Wow, mình sẽ rửa đồ chơi xe đi các bạn ơi. Wow, một đồ chơi xe gì đây rất là bự luôn. Wow, xe bự lắm các bạn ơi. Để mình xem nữa nha. Wow, hai bác tài xế được rửa sạch rồi này các bạn ơi. Wow, đằng sau đây cũng có một bác tài xế nữa nè. Wow, xe xịn sò nha. Rồi, để mình xem thử nè. Các bạn ơi, mình biết xe đây là xe gì rồi. Đây là một cây xe cần cáo bự đó các bạn ơi. Wow, xe cần cáo xịn sò chưa. Mà xe cần cáo này sao nó không có cái móc cáo các bạn ơi. Wow, nó bị rớt cái móc cáo rồi. Wow, đã chưa. Rồi, mình sẽ tiếp tục mình rửa đồ chơi đi. Wow, đây là đồ chơi con gì đây các bạn ơi. Wow, đây là một đồ chơi con bò. Wow, thật cha nha. Wow, mình thấy có cái gì đây nè, để mình rửa xem đi nha. Wow, Tâm Anh các bạn ơi. Wow, đây là một cuộc chơi cây súng. Wow, để mình thử cây súng nha. Mình sẽ thử vào con chó Rubble đi, bạn chó Rubble nha. Wow, các bạn ơi, đồ chơi súng này rất là mạnh luôn. Wow, công lực ghê nha. Lại một khẩu súng nữa này các bạn ơi. Wow, để mình xem thôi nha.
Wow, một khẩu súng nữa nè. À, một khẩu súng màu xanh, kia một súng màu vàng. À, mình sẽ thử khẩu súng này vào bạn bò đi. Wow, wow, khẩu súng này cũng rất là công lực các bạn ơi, mạnh lắm nha. À, rồi mình sẽ rửa đồ chơi con vật đi các bạn ơi. Wow, wow, khủng long gai, wow, khủng long gai bảo chúa các bạn ơi. Wow, đã nha. Hai, wow. Wow, wow, khủng long bầu chúa nữa nè. Wow, mình rất là thích đồ chơi khủng long bầu chúa luôn. Wow, nhiều dữ ta. Wow, khủng long cô dài các bạn ơi. Wow, đã nha. Wow, ba được ba con khủng long cô nè. Hay, đã nha các bạn ơi. Wow, lại khủng long bầu chúa nè các bạn ơi. Wow, khủng long nó kêu được nè. Đã nha. Wow, mình tìm được 4 con khủng long bầu chúa rồi nè. Wow, còn hay không ta? Qua đi, hình như là khủng long nữa đó sao đó các bạn ơi. Wow, lại khủng long bầu chúa các bạn ơi. Wow, đã chưa. Wow, khủng long này kia cũng được các bạn ơi. Wow, nhiều khủng long bầu chúa lắm các bạn ơi. Để mình xem nó còn khủng long bầu chúa hay không nha. Hình như là khủng long nữa nè. Wow, lại khủng long bầu chúa nè. Khủng long này cũng kêu được các bạn ơi. Wow, nhiều khủng long bầu chúa ghê các bạn ơi. Wow, đã nha. Ây, còn khủng long bầu chúa không ta đã? Để mình xem là hình như là còn các bạn ơi. Wow, wow, lại khủng long bầu chúa nữa nè. Khủng long này kêu không được các bạn ơi. Wow, nhiều khủng long. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 con khủng long bầu chúa rồi các bạn ơi. Wow, còn hay không nha. Đây mình xem hình như là còn nè. Wow, lại con khủng long bầu chúa nè. Wow, đã chưa. Wow, đã nghe các bạn nha. Wow, hôm nay nhiều khủng long bầu chúa quá các bạn ơi. Wow, mình rất là thích luôn. Hey, mình sẽ rửa cái mặt nạ đây. Xem cái mặt nạ gì nha. Wow, một cái mặt nạ siêu nhân robot các bạn ơi. Wow, ngầu ghê ta. Hey, wow, mình sẽ để mặt nạ siêu nhân robot đây đi. Đã nha. Wow. Wow, để mình xem nè. Đây là một con sư tử các bạn ơi. Wow, đã nghe. Để mình xem con này đi. Wow, một con ngỗng nữa nè. Wow, quá các bạn ơi. Wow. Wow, để mình xem thế nè. Đây là một con gà mái các bạn ơi. Wow. Đã nha. Wow, đây là con gì đây? Wow, một con vịt màu trắng. Có cả ngỗng và vịt luôn. Wow, đã nha. Wow. Wow. Wow, đây là một con chuột. Wow, và đây là một con gà trống này các bạn ơi. Wow, đã chưa. Đây là một con khỉ nè. Wow, xịn sò nha. Đây mình thấy có mấy cái con gì nhỏ nhỏ này các bạn ơi. Wow, một ba con khủng long con luôn các bạn ơi. Wow, có cổ khủng long bầu chúa và khủng long con luôn nè. Wow, đã chưa. Còn hai cái này các bạn ơi. Wow, để mình xem cái nè. Wow, một con gà trống màu đỏ. Wow, xịn sò nha. Gà trống đứng lên con rùa luôn. Wow, đây là một cái hình ngôi sao này các bạn ơi. Wow, hôm nay mình tìm được rất là nhiều đồ chơi khủng long bầu chúa và có cả xe luôn các bạn ơi. Chó cứu hộ nữa nè. Wow, đã nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem hết đồ chơi về mình chơi nghe các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha. Bye bye.